Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sportlink Channel. Và hôm nay Sportlink xin giới thiệu với các bạn sản phẩm dụng cụ tập cơ bụng đa năng. Sản phẩm thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi thể trạng và giới tính. Máy có trọng lượng nhẹ, cách sử dụng đơn giản dễ dàng. Thiết kế dành riêng cho các bài tập đa dạng để cải thiện phần bụng, tay và vai, mang lại cho bạn một thân hình lý tưởng, săn chắc. Sản phẩm có màu xanh đen, kích thước 19x13x42cm, với trọng lượng chỉ hơn 1kg. Hai bánh xe được thiết kế từ nhựa bóng, có thể cầm được một mút êm ái thấm hút mồ hôi. Dây kéo đàn hồi làm từ chất liệu cao su cao cấp. Miếng đệm làm từ nhựa EVA. Ngoài ra còn đi kèm một túi đựng và tờ hướng dẫn các bài tập để bạn có thể tự luyện tập ở bất cứ đâu. Truy cập website sportlink.vn để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video clip tiếp theo.